tâm kệ làm theo mới trung để lạc lầm mà lâm bớ tăng đồ định tâm thần như mặt nước hồ suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng việc đạo đức bất cần thói thân chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi thương lê thứ đến hồi khổ nào thầy lạc tớ không ai chỉ bảo như dịch con dìu dắt nhờ gà phần 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa xin kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo và quý khán giả gần xa kính mến. Thì hôm nay thì Nghĩa xin chia sẻ đến quý vị một cái tin rất là hot quý vị ơi. Một cái tin mà mấy hôm nay thì Nghĩa cũng coi như là ăn ngủ không yên đó quý vị. Thấy cái cảnh mà bà con mình ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Bình Dương đó rủ lượt kéo nhau về miền Tây mình quá đông, không những là về miền Tây mà cũng về miền Trung, miền Bắc nữa quý vị. Coi như là ai cũng nôn nao hết khi mà nghe cái chính sách của nhà nước nới lỏng giãn cách đó quý vị. Thì sau ngày một Tây đến nay thì mình thấy cái lượng mà bà con mình về thăm quê hương rất là tấp nập, coi như là hơi đột ngột đó quý vị. Mình nhận xét là mình thấy là coi như là hơi bất ngờ luôn. Về gì đâu mà đông quá, đi trên đường mình thấy rất là nguy hiểm quý vị ơi. Có những đoạn đường từ Long An đó quý vị thấy không? Trên các cái thông tin truyền thông, các cái tin thời sự cũng đưa tin đó, thì mình thấy rất là đau lòng. Ai cũng tụ tập lại đi hàng ngàn người trên con đường như thế thì không biết chuyện gì xảy ra. Thì người thì quý vị thấy trong cái cảnh đó, thì người thì ôm con, người thì quẩy đồ đạc lùm đùm lê đê trên con đường rất là nguy hiểm về tai nạn giao thông. Thứ hai nữa là về cái chuyện mà lây nhiễm thì không biết ai là bệnh ai là không. Cho nên thì mình thấy là mấy ngày nay mình cũng rất là lo, không biết là bà con như thế nào. Nhưng mà khi về được tới tỉnh rồi thì cũng bị cách ly tiếp quý vị ơi. Nghe nói là bị cách ly 7 ngày đó. Như Sóc Trăng thì cũng mấy chục ngàn người, Đồng Tháp cũng mấy chục ngàn người, rồi coi như là về một số nơi khác cũng rất là đông, như Cần Thơ cũng đông nữa quý vị. Cho nên mình thấy cái chuyện này thì cũng rất là đáng lo hả quý vị. Đoạn 2. Kính thưa quý vị, thì cũng có nhiều câu hỏi theo mà thì Nghĩa nhận xét như thế nào mà thấy cái cảnh tượng bà con lũ lượt kéo về ùn ùn như thế. Thì theo mình nhận xét á, thì mình thấy thứ nhất là có những nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất á, là mình thấy là mỗi người có một hoàn cảnh hả quý vị. Vợ con rồi cha mẹ rồi xa nhà cũng nhiều tháng rồi mà cũng không có được gần gũi để mà giải quyết những vấn đề riêng của gia đình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì Nghĩa nghĩ rằng là
mình nằm đây mỗi tháng thì phải chi tiêu rất là nhiều, cái vật giá thì rất là cao. Quý vị thấy một ký rau có thể lên tới 30-40 ngàn đó. Rồi thứ hai nữa là mình thấy cái tiền mà trợ cấp của chính phủ thì cũng có người có thể được 1,5 triệu cho tới 3 triệu chẳng hạn đi, thì cũng không thể nào mà đáp ứng được, tại vì ví dụ hai vợ chồng với một đứa con, rồi tiền nhà trọ này nọ thì cũng rất là nhiều, giá chi phí sinh hoạt hàng ngày thì cũng rất là khó khăn. Thứ ba nữa thì mình thấy là ví dụ như bây giờ cái chủ nhà trọ đó cũng người ta có thể tốt với mình tháng thôi chứ, hoặc có thể là 2 tháng đi, nhưng mà qua tháng thứ ba mình phải trả tiền nhà trọ, rồi mình phải thế này thế kia, thế không thể nào mà người ta cho mình ở không hoài được. Đó là điều mà bắt buộc cái người công nhân ở xa thì cũng phải rất là chạnh lòng, cũng không biết cách giải quyết thế nào. Cũng mình cũng có mặc cảm hay quý vị, thì mình cũng không thể nào mình xin người ta hoài được, người ta tốt với mình 1 tháng 2 tháng thôi chứ nếu tốt hoài sao. Cái thứ tư nữa thì Nghĩa thấy rằng lý do vì sao mà đổ về ùn ùn như thế, tại vì có một cái nguyên nhân rất là chú ý là mình thấy là những cái công việc của họ thì không biết chừng nào có thể là công ty mở cửa trở lại để mà có việc làm đó. Đó là cái câu hỏi lớn nhất của mọi người đó. Cho nên là nếu mà thì Nghĩa nghĩ rằng mà nhà nước mà cho hay trước cái thông tin đó là công ty sẽ chừng nào mở cửa hay là như thế nào đó, thì người ta sẽ sẵn sàng có thể là nán lại, hoặc là có thể là định hướng được. Chứ bây giờ mình về tới nửa đường rồi mình mới biết là cái chương trình sắp tới sẽ nó tốt như vậy thì ai mà quay lại cho kịp hả quý vị? Bây giờ nó về nửa đường hết trơn, nhà trọ nó chở trả hết rồi, sao mình về mình quay lại mình ở đâu giờ? Cho nên thì mình thấy cái thông tin này cũng hơi muộn đó. Chứ nếu mà cho hay trước được á, thì thông báo trước cho mọi người thì mình nghĩ ta cũng không thể nào mà lũ lượt kéo về như vậy. Mình báo trước cho các công ty này nọ cái chính sách đó, thì cho biết trước là khoảng là sau ngày mấy tháng mấy công ty sẽ hoạt động trở lại và có những chính sách gì, thì người ta sẽ tự tin người ta có thể sắp xếp công việc. Chứ còn bây giờ mình mà đã đi vào cái lối mà đã sạch túi rồi, bây giờ không biết như thế nào, thì chủ nhà trọ cũng không thể cho mình ở nữa thì mình ở đâu. Cho nên bắt buộc người ta phải lũ lượt kéo về. Đó là cái điều mà Thiên Nghĩa thấy là điểm nhấn mạnh nhất, đó là không biết là công việc mình chừng nào sẽ có để mình làm có tiền để giải quyết chuyện này chuyện kia đó. Cho nên thì khi mà nghe cái tin mà giãn cách xã hội á, thì nó giãn lỏng ra thì ai cũng háo hức để mình về hết. Thì khi mà về thì mọi người mới biết rõ rằng là sắp tới sẽ có nhiều chính sách tốt như vậy, thì bây giờ mình quay trở lại thì cũng không biết về ở đâu nữa. Cho nên cái chuyện mà tiến thoái mà lưỡng nan không gì, nhưng mà có một cái cũng hơi khó là về tới miền Tây mình được rồi á thì cũng bị cách ly tiếp. Quý vị thấy không, cũng rất là khó khăn, cũng rất là nan giải không gì, bài toán này cũng quá là nan giải khó khăn quá, mà người ta cũng cũng bí lối quá rồi, thì mình cũng không biết cách nào để mình chia sẻ đến quý vị. Thì cũng hy vọng rằng quý vị mà nghe qua thì mình cũng có cái gì hay, mình cũng nên chia sẻ với cộng đồng để cho mình có thể biết được. Thì có thể là những cái thông tin thì mình biết rất là tốt, sắp tới là các công ty sẽ hoạt động trở lại, thì mình nghĩ ai mà có cái công việc thì cũng nên nán lại để mình làm kiếm tiền, rồi mình sẽ xoay sở công việc nó sẽ tốt hơn các bạn ơi. Kính thưa quý vị, thì mình thấy là ví dụ như trên đường đi về đó quý vị cũng rất là cảm động, thấy rất nhiều bà con ra ngoài đường để mà người thì cho bánh mì, người cho nước miễn phí, người thì cho bánh này nọ đó. Trên đường đi mình thấy tấm lòng của bà con mình thấy quý quá, cũng rất là xúc động thật sự. Mà mình xem qua đó mình thấy cảnh tượng như thế cũng thấy rất là xúc động, thấy cái tình của bà con mình cũng rất là tuyệt vời đó. Cho nên thì Nghĩa cũng có cái lời khuyên tất cả quý vị, những người nào mình chưa có về đó quý vị, thì mình nên nán ở lại, tại vì nán ở lại thì mình sẽ có công việc lại bắt đầu, sẽ ổn định lại.
Thứ hai nữa là cái công việc thì ở trên thành phố á, trên đó thì lương bổng nó cũng cao. Mình về quê mình sống á, hiện nay bây giờ về quê thì cũng không có giải quyết được gì, ở quê mình cũng chưa làm được gì, trừ trường hợp căng thẳng quá á, thì mình về cũng bị cách ly nữa bà con ơi. Về cách ly ở đây thì mình cũng chưa có tốt đâu, cũng phải là ở đó rồi về nhà mình bất quá gặp gia đình xong rồi thì quây quẩn đó. Cho nên thì nghĩ rằng sắp tới các bạn nào về thăm gia đình rồi á thì mình cũng phải nên trở lại để làm đó, tại vì trên đó thì các cái khu công nghiệp á lương bổng cũng cao đó, đời sống thì nó cũng tốt cho cái đời sống của gia đình mình hơn. Cho nên thì nghĩ rằng với chính sách mới á, các công ty cũng mở rộng ra, nhà nước cũng có một cái hướng mở rộng để cho công nhân có việc làm nè, rồi lưu thông trở lại thì mình thấy nó cũng có nhiều cái hướng rất là tốt. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn nên cố gắng đi, mình năm dài mình chịu nổi rồi, tháng vắng thì cũng cố gắng nha quý vị, để mình ổn định đi rồi mình từ từ mình giải quyết, tại vì cái chuyện gì nó cũng sẽ đi qua thôi nếu chúng ta mà cố gắng. Chứ bây giờ các bạn mà về ùn như vậy đó, nó cũng có nhiều cái nguy hiểm lắm. Thứ nhất là trên đường đi các bạn thấy không, tai nạn xe cũng rất là nhiều nè, bởi vì ai cũng đem quần áo đồ đạc đồ lỉnh kỉnh hết rồi chạy đi trên đường đi như vậy, rồi tới những cái trạm đó phải dừng lại cả ngàn người như vậy thì biết ai là người bệnh ai là không bệnh. Thứ ba nữa là về tới quê hương này cũng vô cách ly nữa. Cho nên bị cách ly rồi thì chúng ta cũng không có làm được gì cả. Cho nên thì nghĩ rằng các bạn thì nên cố gắng, mình nếu còn ở trên thành phố thì mình vẫn từ từ sẽ ổn định các bạn ơi, tương lai cũng rất là sáng sủa. Cho nên mình thấy mọi việc cũng đang mở cửa cũng rất là tốt đó quý vị, thì quý vị nên ở lại để mình kiếm công việc làm ổn định đi, rồi đây tới Tết thì mình về quê mình thăm Tết luôn ha quý vị. Nên bình tĩnh, nên cố gắng đi, năm năm dài mình cũng chịu đựng nhiều cái sự hy sinh thử thách của mình rồi, thì bây giờ mình gán thêm bước nữa thì mình thấy nó cũng sẽ tốt thôi các bạn ơi. Nhà nước cũng đang mở rộng ra rồi, cái các công ty sẽ hoạt động trở lại gần đây thôi. Thứ hai nữa mình cũng khuyên tất cả các bạn nào đã về quê rồi, thăm quê hương cha mẹ, giải quyết công việc của mình rồi thì cũng nên tranh thủ trở lại công việc làm của mình, theo quý vị. Vậy thì đời sống kinh tế nó sẽ cân đối trở lại, giữa các công ty cũng có người làm, mình cũng có công việc làm, nhà nước cũng đỡ gánh nặng nữa quý vị ơi. Mình cũng có tiền để giải quyết công việc gia đình của mình nữa. Chứ bây giờ thì nghĩa mà thấy các bạn về ồn ồn về lo quá không biết sắp tới sao đây, về đây cũng thất nghiệp nữa, cũng thêm một gánh nặng nữa quý vị. Cho nên mình phải bình tĩnh sáng suốt, mình đã lỡ về thăm gia đình quê hương, bà con bạn bè mình thư giãn xong rồi mình tranh thủ mình trở về bắt tay vào việc nha các bạn. Chắc chắn là sẽ có một công việc sẽ tốt chờ đón tất cả quý vị. Cũng mong rằng cái mùa dịch Covid nó qua nhanh đi nữa, thật nhanh trôi qua nhanh đi nữa. Chứ thì Nghĩa thấy rằng về như thế này xót xa trong lòng quá, mình rất là xót xa. Mấy ngày hôm nay mình cũng lo lắng lắm, mình thấy tình hình kinh tế thì ở đâu cũng gặp khó khăn chung, mà cái sự khó khăn là khó khăn chung, về quê mình cũng gặp khó khăn lắm. Cho nên có công việc làm là quý rồi, cho nên chúng ta cũng cố gắng lên nghe quý vị, mình sẽ chiến thắng nha, tất cả sẽ chiến thắng nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì để kết thúc chương trình giao lưu đến quý vị hôm nay thì Thiện Nghĩa xin thành lòng diễn âm lại một đoạn trong sấm giảng quyển tư Giác Mê Tâm Kệ để tặng quý vị nha. Mong rằng quý vị nghe qua cảm thấy mình được nhẹ nhàng hơn nha quý vị, tâm hồn mình thoải mái hơn, và trút bỏ đi những cái âu lo, những cái tháng vừa qua nha quý vị. Bây giờ bắt tay làm việc mới. Bây giờ thì Nghĩa xin thành lòng để đọc một đoạn sấm giảng để tặng cho quý vị trong cái mùa dịch Covid này. Mong quý vị nghe qua thì tâm hồn mình được thanh thản nhẹ nhàng hơn nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Coi tâm kệ làm theo mới trung đề.
để lạc lầm lắm bớ tăng đồ. Định tâm thần như mặt nước hồ, suy giới nghĩ nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Việc đạo đức bất cần thói thân, chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ đến hồi khổ nào. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ gà. Phải nghĩ suy cạn lẽ mới là, nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Mắt nhìn xem yêu quái bốn bề, bởi ác đức nên không ai cứu. Mang thủy ách hồi năm đinh sù, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồng đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tôi đời này lăng mà, bị văn minh cam dỗ loài người. Kể từ rài cười một khóc mười, kẻo chung nó dễ người Phật thanh. Đạo quỷ dương rất nhiều chi anh, khuyên dương trần sớm tranh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỳ lời ta mách trước. Thuyền chúng nó thắng bờm chạy lướt, lọt ngoài khơi mới hết hò khoang. Tu mà ham cho được giàu sang, với quyền tước là tu dối thế. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị vừa nghe được thầy cũng nói trong cái đoạn này câu mà thiền nghĩa rất là để ý nè quý vị. Khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồng đời sắp hạ. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị sẽ nghe thiền nghĩa nha, cảm nhận một tí xíu nha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý vị vừa nghe thì nghĩa đọc cho quý vị nghe một cái đoạn giảng đó quý vị. Thì nghĩa chú ý cái đoạn cái câu mà Đức Thầy nói là khổ ách này đặng thức tỉnh trần, rằng thiên định tuồng đời sắp hạ. Thì quý vị an tâm đi quý vị ơi. Thì qua cái cuộc thử thách này đó, là ở trên trời Phật cũng thử thách mình, cũng là một dịp để sàng sọc, sàng lọc rồi thử thách
coi mình có kiên trinh, mình có lo trì chí, mình lo tu hành hay không. Cho nên thì mình thấy rằng tất cả chúng ta thì mình cố gắng lo tu tập đi quý vị ơi, thì mọi việc cũng sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng hả quý vị. Thứ hai nữa thì Nghĩa thấy rằng cái khổ ách này ở trên cũng thử lòng mình, thử thách mình đó, để cho mình thức tỉnh, mình quay đầu trở lại để mình tinh tấn, mình tu hành. Chứ nếu mà mình cứ bình thường hoài thì nhiều khi mình cũng dễ vui hả quý vị. Mình không có sóng to gió lớn, nhiều khi bên cạnh mình khi cũng ngủ quên hả quý vị. Cho nên cái chuyện mà xui xui cũng không có ai muốn, chuyện này chuyện trời đất thì không ai muốn. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái qua cái thử thách này cũng là một cái dịp để chúng ta nhìn lại mình, rồi mình phải làm điều gì tốt hơn và phải quay đầu trở lại để mình hướng thiện, để mình tu tập, thì mình thấy cái phước báo chúng ta sẽ có trở lại quý vị ạ. Bởi vì các ngài cũng cho mình cơ hội đâu gì, đây cũng là một cái cơ hội để mình cố gắng mình nhìn lại mình, thức tỉnh mình đó quý vị. Bởi vì cái khổ cũng là một trong những cái điều mà trong những cái điều mà chúng ta cũng cố gắng để mình nhìn lại mình. Nếu mà cuộc sống mình bình yên mãi thì chúng ta cũng không thấy, nhiều khi mình cũng ngủ quên đó. Cho nên cái qua cái khổ này thì cũng mong rằng chúng ta nên thức tỉnh để mình hướng về con đường tu học, và để mình có một đời sống an lạc hạnh phúc nha quý vị. Ở trên không bỏ chúng ta đâu, nếu chúng ta mà quay đầu trở lại tu thì cũng còn kịp nha quý vị. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm thiên khùng. Nhưng mà ở đây thì không có trễ quý vị, chúng ta quay đầu lại là bờ đó. Tất cả chúng ta mình biết Phật Pháp rồi quay đầu trở lại gấp gấp nha quý vị, thì chúng ta sẽ có một ngày an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cuối cùng thì Nghĩa cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị và cầu nguyện ở trên Đức Phật Đức Thầy luôn gia hộ cho tất cả quý vị luôn được bình an sáng suốt, và lúc nào cũng tinh tấn hướng về con đường Phật Pháp để chúng ta có một đời sống an lạc tại thế gian nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Đoạn cuối.